Ô mọi người ơi, sau khi mình lấy tay mình chọt chọt vô đây nó dính nhớt á, mình lấy chai Redco 20 mình rửa ra xong rồi đó, thì bây giờ mình xử lý coi cái nhông xe của mình á nó bị dính nhớt, nó dơ vậy nè, mình vệ sinh chiếc xe của mình sao? Đây là cái con xe đạp thân yêu của mình. Cái này là của một ông nhượng lại cho mình nè. Mình chạy mình để lâu quá mình không có vệ sinh nữa. Bữa nay lấy ra chạy tập thể dục mà nhìn thấy nó dơ quá, nhìn thấy nó đen thui, ớn quá. Bây giờ nó có một vị trí nè, hai vị trí nè, ba vị trí nè. Bây giờ mình lấy cái chai Resco 50. Nghe trên mạng quảng cáo là cái chai Resco 50 này xài cũng hiệu quả lắm, cũng ok lắm. Hôm nay mình test thử rồi nha. Có hàng này có ok không? Là hàng hàng thật, việc thật. Trăm nghe không bằng một thấy, trăm thấy không bằng một lần sờ. Thì bữa nay mình lấy cái chai này mình thử coi nó như thế nào nha, xem người ta quảng cáo có hiệu quả không. Cái này là họ khuyến cáo là mình xài cho máy móc nè, bôi trơn động cơ nè, nhông bật đạn, những chi tiết máy móc xe ô tô. Rồi bây giờ bắt đầu mình thử nha. Rồi bây giờ mình chuẩn bị là một cái chai Resco 50, một cái bàn chải để mình bắt đầu mình trải nghiệm nha. Rồi trước khi sử dụng thì theo khuyến cáo của nhà sản xuất thì mình lắc nè. Rồi mình xịt nữa nha. Wow, mình xịt xong cái mình thấy thép nó trắng lên luôn nè. Là mình chưa có sử dụng bàn chải nữa nha. Tiếp tục mình xịt nữa. Đúng là vệ sinh cho con xe này nó đúng là đã luôn. Nhìn một phát thấy ghiền luôn. Rồi giờ mình chà nữa. Tiếp tục mình xịt. Trắng từ luôn mọi người ơi. Trời ơi, nhìn nó đã không? Ồ trời ơi, xịt xong nó giống như là đồ inox vậy. Tiếp tục. Xịt tới đâu là nó đẹp tới đó. Hồi nãy lấy cái gì mình hứng như ha, xịt xong nó chảy dưới nước dưới này nè, giờ chấm lên quẹt lại tiết kiệm. Nói chung là vệ sinh cái này nó đẹp như vậy mà chưa tới 100 ngàn thì nó cũng hợp lý lắm. Tiếp tục chà 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 chà. Nãy giờ làm màu, nãy giờ mình làm cũng hơn 3 phút. Đó. Nè, mọi người để ý nè. Cái điểm này nó dơ nè, dơ nè, mình xịt xong ra trắng tư giống vậy nè. Rồi, chấm nước này lên chà lên tiết kiệm. Chứ bình thường là mình chà là nó không sạch đâu nha. Còn nhiều lắm. Đó, quá trời. Nghĩ không? Nhìn vô trắng tinh luôn. Nè mọi người thấy không? Trắng như inox.
không, giống như đồ inox không, có gì sơn đó, mọi người nhìn thấy nó trắng tinh không đó, mình xịt tới đâu là nó trắng tới đó. À, mọi người thấy nó trắng long lanh chưa, trắng tinh chưa đó, nhìn từ xa nó đó không, nó chiếu chiếu inox luôn nè đó. Quá đẹp, không có bao nhiêu tiền hết mà làm cho cái xe mình nó đẹp như vậy thì mình thấy thích đó. Mình tiếp tục mình thao tác tiếp nha. Cái kiểu như này nó thấm vô vớt rồi cái nó hòa quyện với vớt, nó tắp vớt rồi nó rớt từng cục từng mảng xuống rồi, mọi người. Rồi bắt đầu mình chiêm ngưỡng cái thành quả của mình nha. Đó, trắng tinh luôn đó mọi người. Đó. Nhìn vô là cứ tưởng là inox không chứ. Đó. Đó, xịt tới đâu là nó trắng tới đó. Nè, mình xịt xong rồi cái những cái đen đen nó rớt xuống nè. Bây giờ tới cái chi tiết này nha. Nè, mình thao tác trên cái chi tiết này là mọi người coi được kỹ rồi nha. Chưa sạch nè nha, rồi mình lấy chai này mình sạch nè nha. À, được thú vậy. Rồi mình lại vệ sinh cái đầm mình trước nè. À, mọi người thấy không, mình sạch tới đâu là nó trắng tư tới đó luôn. Rồi mình xịt cái clip trên này nha. Nè cái này là mình mới xịt xong nè. Còn cái này bắt đầu mình xịt vô nè nha. À, ở trên này thép đen cho nên là xịt nó không có trắng ra được. Còn ở dưới này nó mòn á mình xịt cái nó trắng tư luôn nè. Cái chi tiết này nè. Với một cái chai mà chỉ vài chục ngàn như thế này mà vệ sinh được một cái con xe đạp mà thân yêu như thế này thì mình thấy ok. Không biết với bạn như thế nào, cho mình bình luận. Rồi follow kênh của mình để mình có động lực mình ra thêm nhiều sản phẩm, nhiều clip mới nha. Xin chào, hẹn gặp lại. Risco 50.